Thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em. Số điện thoại của Điền là 0347471112. Điền ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh, anh em nào gần thì chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ nha anh em. Thì hôm nay Điền làm video để chia sẻ đến anh em một số vấn đề xung quanh về vấn đề nuôi thuốc nuôi của gà thôi. Thuốc thì Điền đã giới thiệu mấy clip trước, hôm nay cũng khá là đầy đủ rồi. Để Điền tranh thủ 1-2 ngày nữa Điền làm cái clip tổng hợp cho anh em để anh em có lựa chọn sử dụng thuốc, cũng gần Tết rồi. Còn bữa nay thì thời sự quốc tế thôi, liên quan đến những vấn đề về thuốc nuôi với cách nuôi gà nữa. Thì tại lướt mạng xã hội thấy có nhiều anh em phát biểu là ông cha mình hồi xưa không có xài thuốc mà nuôi con gà vẫn ngon lành nha anh em. Cho nên ảnh không cần xài thuốc, ảnh vẫn chơi được bình thường. Đó là vấn đề thứ nhất, thấy chưa đúng. Vấn đề thứ hai nữa là anh em nói thuốc không có tác dụng. Nếu mà có tác dụng xài vô mấy con gà tam hoàng nó cũng có tác dụng. Đó. Ảnh có gà để đi đấu á, ảnh xài chơi chơi vậy cũng cũng giỏi. Còn thuốc á thì xài vô gà tam hoàng không có tác dụng, so sánh cái sự khập khiễng vậy mà so sánh được. Thì trong cái clip này thì sẽ đi phân tích cho anh em thấy những cái đúng và những cái sai, và những phân tích về thuốc cho anh em xem. Nếu anh em thấy đúng thì cứ xài thuốc, còn nếu mà không thấy nuôi bình thường ok thì cứ nuôi bình thường nha anh em. Này Điền phân tích thôi chứ không phải là Điền người bán thuốc nên Điền nói vô cho bán thuốc. Nhưng và cái nào đúng thì mình phải công nhận nha anh em. Anh em xem video mà nếu thấy hay ok thì cho Điền một like nha anh em, để Điền có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để cập nhật những video mới, những loại thuốc mới, giá cả thuốc Điền sẽ thường xuyên cập nhật cho anh em. Thì nói rõ về vấn đề thứ nhất, hồi xưa ông cha mình không có xài thuốc thì vấn đề đó thì đúng một phần, thì thật sự là xưa không có xài thuốc gì phức tạp hết đó. Nhưng mà một điều anh em nên nhớ là không xài thuốc thì không xài thuốc hết. Tất cả những người nuôi gà hồi xưa đều không xài thuốc thì trình độ tương đồng với nhau. Đó. Người nào nuôi giỏi nuôi khéo thì chính những cái chất hàng ngày như mồi mọc, lúa, cách chăm sóc đồ, những cái thuốc dân gian, thuốc này thuốc kia đồ, nó cũng giúp gà duy trì thể lực thì cũng đó. Còn cái thời hiện đại bây giờ anh em đa số đi lao động nhiều thì không có thời gian thì sử dụng những cái thuốc tổng hợp sẵn, thì đó cũng là một cái dạng để nuôi thôi. Chứ không phải tại do nhiều anh em bán quảng cáo quá đáng thôi, hoặc là anh em xài chưa trúng những cái loại thuốc hay nên anh em không có nói là thuốc không có tác dụng. Chứ anh em xài trúng loại chắc chắn nó sẽ tăng lực con gà, nhất lực nhì tài, thì con gà cần nhất là cái lực. Bổn mẻ con gà có rồi thì lực bền tốt, vô cũng nhiều cái chuyện nữa. Gà thắng thì nó cũng có nhiều cái chuyện, có nhiều cái khía cạnh ở trong để gà thắng lắm, chứ không phải là chỉ có lực là thắng. Nhiều chuyện có một phần cũng may rủi nữa, một phần do trình độ anh em cáp gà băng cửa đó. Nhiều khi đụng cánh mềm cánh cứng, hai con hay nhau cũng phải có một con gớt lại thôi. Cho nên cái vấn đề đó thì Điền chia sẻ với anh em. Cái thời buổi bây giờ là hầu như 90-95% là đã xài thuốc hết rồi. Tăng lực gà mạnh mẽ bền bỉ thì nó lâu xuống, anh em sẽ tăng cái tỷ lệ chiến thắng lên thôi. Điều đó là tất nhiên rồi. Đó là những chuyện mình thấy trước mắt, ngay cả mình xài này mình cũng thấy rồi. Nó cải thiện cực kỳ tốt cái thể lực gà, nếu anh em xài đúng hàng, đúng lúc, đúng cách đó. Chứ nhiều khi xài chặt bậy bạ nó anh em ác cảm với thuốc phải rồi. Vấn đề thứ hai nữa là có anh trai đó nói là ảnh có con gà đấu thì ảnh xài cái gì cũng được, cũng hay. Còn nếu mà thuốc gà đó, nói chung là thuốc gà bán trên mạng á, xài vô nếu mà hay xài vô con gà bình định thử có hay hay không. So sánh vậy quá trời tào lao luôn em. Nếu mà so sánh á là phải so sánh vậy nè, bắt hai con gà trình độ tương đương với nhau, cái form hình form dáng tương đương nhau đó, có thể anh em sổ lúc ban đầu nó 9-10 hoặc 8-10 đi rồi, thì anh em cứ chọn một trong hai con thì Điền sẽ nuôi con còn lại cho. Nếu mà không có lực thì Điền sẽ chịu thua anh em.
Nếu anh em cần thiết trong vòng một ngày hoặc một tiếng hoặc vài ngày thì có thể đều đáp ứng được cho anh em hết, tăng lực mạnh mẽ cực kỳ bền bỉ luôn. Còn so sánh vậy đâu có so sánh được, kết quả nó đâu có ra mà nó cũng không có đúng ba game nữa. Những cái dòng thuốc nuôi đây là chủ yếu là tăng lực, còn có một số sản phẩm khi mình đi chơi nữa, tăng bo cấp tóc lên, những sản phẩm này giúp gà nước phi nó bền bỉ dẻo dai, nó lả lướt được thôi, lâu mệt lâu xuống. Rồi thì trong cái clip này đi thời sự quốc tế nói những vấn đề xung quanh thôi, thì một hai bữa nữa thì sẽ làm clip tổng hợp để chia sẻ những cái thuốc nuôi đang có, giá cả của nó cho anh em xem. Rồi thì xin cảm ơn tất cả anh em đã xem clip, chào anh em nha.